Xin chào quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người quay trở lại cùng với em Kiên. Hôm nay thì em sẽ mang đến cho mọi người một bộ sofa gỗ hương. Một cái bộ sofa gỗ hương rất là hot và được rất nhiều quý anh chị khách hàng lựa chọn trong thời gian gần đây. Đây cũng là một trong những cái đại diện của những cái mẫu sofa mới trong năm 2024 này được khách hàng quan tâm và lựa chọn rất là nhiều. Đó là từ phía khách hàng nhé, còn từ phía của nhà sản xuất thì bộ này cũng là một trong những cái mẫu mà em Kiên cũng quan tâm chỉnh sửa cũng như là cải tiến rất là nhiều để đem đến cho mọi người một cái nhìn nó vững chãi hơn, nó khỏe hơn, chắc chắn hơn và nó có giá trị hơn rất là nhiều so với những cái mẫu mà được phát triển năm trước đó. Rồi, bây giờ thì sẽ là thông tin rất là chi tiết nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ có một bộ sofa gỗ hương với các cái thông số bao gồm có đôn chiều dài là 1m20 và chiều rộng là 60cm. Tiếp theo thì mọi người sẽ có văng. Văng ngắn này kê đối diện đôn, văng này thì chiều dài 2m và chiều rộng sâu văng là 85cm. Nhiều khách hàng hỏi em Kiên rằng là chiều sâu 80 hoặc 85 thì có đủ không? Thì em xin phép trả lời với mọi người là chiều sâu 80 hoặc 85 là rất đủ nhé mọi người nhé. Đủ để mọi người có thể ngồi và dùng thoải mái với cái vóc dáng của người Việt Nam hiện tại. Nhiều khi em hay trao đổi với mọi người rằng là nếu như mà tinh chỉnh cái chiều sâu văng lên quá cao ấy, thì mình sẽ phải làm những cái bộ phận đệm nó dày hơn một chút để đảm bảo đỡ cái phần lưng nó không bị ngả quá ra phía sau. Ngồi thì mình sẽ tựa lưng nó không thoải mái đâu. Thế nên là em đánh giá rất là cao con số 80 hoặc 85cm dành cho cái chiều sâu văng này đấy. Rồi mọi người sẽ có thêm một cái văng dài, chiều dài là 2m80 và chiều rộng cũng là 85cm và thêm một cái bàn kẹp góc nữa. Bàn góc này thì là 60x60. Đó, mọi người thấy vừa vặn không? Rất là vừa nhé. Thoải mái để mọi người có thể để rất là nhiều đồ dùng. Và cái bàn kẹp góc này cũng là một trong những cái mẫu bàn kẹp góc mà nó rất là khỏe này. Cực kỳ là khỏe luôn. Nó giúp cho mọi người có thể để những cái bức tượng lên tới cả 100kg. Không có vấn đề gì cả. Rồi, bàn trà thì chiều dài sẽ là 1m50 và chiều rộng là 90cm sẽ được bố trí ở trung tâm. Vậy là bộ sofa này có 5 món. Đó, em có để ở đây một cái phần đôn này. Thì sẽ cho mọi người thấy rằng là mẫu mới và mẫu cũ thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Chắc là mọi người còn nhớ mẫu KS55 này rồi. Mẫu này là một trong những cái mẫu mà em Kiên bán rất là đắt hàng. Rất là nhiều quý anh chị khách hàng lựa chọn ở trong cái năm 2023, không biết là có rõ không. Đây chính là cái hệ chân này. Mọi người có thể lại gần và xem cái hệ chân này. Đây là một hệ chân được bo rất là mềm, cực kỳ là mềm mại. Nó đem đến cho mọi người một cái cảm giác tinh tế, nhẹ nhàng và cũng rất là sang. Sang đến cái chân mới của năm 2024 này là một cái hệ chân được làm to hơn, dày bản hơn, chắc chắn hơn, khỏe hơn và có cái nhìn nó cơ bắp hơn khá là nhiều so với cái mẫu chân bên này. Nó đem đến cho mọi người một cái vẻ đẹp khác hoàn toàn so với cái mẫu bên này. Đó là một cái vẻ đẹp nó chắc chắn này, nó dày dặn và nó có gì đấy nó rất là khỏe. Đó, thì đây là hai cái mẫu chân mà hai cái sự khác biệt. Thật ra thì nói là nó có giá trị hơn thì cũng không đúng. Tại vì vẫn có những bác rất là thích mẫu này. Đây em Kiên vẫn trưng bày, vẫn thực hiện lên hợp đồng dành cho khách hàng khi mà khách hàng lựa chọn mẫu này. Rất là nhiều khách hàng vẫn đang lựa chọn mẫu này. Và đây nó chỉ là mẫu mới thôi để thể hiện một cái tinh thần luôn luôn đem đến cho khách hàng một cái gì đó nó mới mẻ. Nó cải tiến một chút xíu để mọi người có thêm những cái giá trị được cộng hưởng. Vì vậy nên là mẫu mới thì sẽ ra. Còn cái việc là khách hàng lựa chọn mẫu nào thì đấy là tùy vào con mắt thẩm mỹ, tùy vào nhu cầu sử dụng và tùy vào cái sở thích của từng quý anh chị khách hàng khác nhau. Đó, bộ sofa gỗ hương này thì đang có ngân sách là 65 triệu đồng bao gồm cả phần gỗ và phần đệm. Phần đệm là loại microfiber, loại nhập Ý đấy, da Ý, rất là chất lượng đấy. Mọi người đã có được một bộ sofa với một cái ngân sách tài chính rất là vừa phải rồi, cực kỳ chất lượng. Mọi người cần thêm thông tin chi tiết thì có thể liên hệ em Kiên nhé. Cảm ơn mọi người.